Lớp Chánh Kiến năm 2005 đến năm 2006. Thế nào duyên giác và thanh văn? Giai thoại chứng đạo của Thầy Thông Lạc. Giảng tiếp, có chỗ câu hỏi này. Kính bạch Thầy, xin Thầy giảng luôn nhị thừa là duyên giác, tức là đường đi của 12 nhân duyên, cho chúng con được thấu suốt và sự sai khác của nhị thừa. Cái người mà tu thinh văn thừa, tu duyên giác thừa, đây là hoàn toàn là tu theo tiểu thừa hết á, nghĩa là tu hai cái pháp này tu theo tiểu thừa. Một người mà đã ngộ 12 nhân duyên, người 12 nhân duyên mà tu á, thì ngộ người đó sẽ tu ngay vào, người đó sẽ tu ngay vào cái chỗ mà lục nhập, cái duyên lục nhập đó, tu ngay vào chỗ đó, để khi nó không còn sinh ái, tức là hai bên nó xúc chạm nhau thì nó sẽ sanh ái thọ, nó sẽ sanh thọ, nó cảm thọ, cảm thọ thì nó mới sinh ái, ái nó mới có hữu thủ. Do cái chỗ đó đó chúng ta bẻ gãy ngang, cho nên cái người tu bây giờ đó, cái cảm thọ mà thọ lạc á thì chúng ta thích lắm, cho nên chúng ta cũng bị rồi. Mà nếu mà cái người tu thập duyên giác á, mà ngay cái cảm thọ, ngay mà nó xuất chạm lục nhập, nó lục nhập nó chạm vô nhào nhau mà nó sanh ra thọ, thì cái thọ khổ á, thì chúng ta quá sợ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con có đủ gan dạ, mà khi mấy con chưa biết pháp thinh văn, cái pháp thinh văn là mấy con phải tu định niệm hơi thở nè, tu cách thức đẩy lui bệnh nè, phải không? Mấy con chưa biết, mấy con nhào vô mấy con tu 12 nhân duyên, thì ngay khi mà cảm thọ nó đau mấy con á, thì mấy con lấy pháp nào mấy con đỡ ha, mà ngộ thân mình nó mới chịu. Mấy con thấy đủ, mình đủ sức tu thinh văn chưa? Mà nếu mà đủ sức mà tu duyên giác chưa, mà nếu đủ sức tu duyên giác á, thì cái người đó rất là gan dạ, gan dạ. Bây giờ cơn thọ đau nào đó họ sừng sững thân này, chẳng sợ gì hết, cho mày làm gì làm, thọ khổ không sợ, mà thọ lạc cũng không ham, thọ bất lạc bất khổ cũng không nhập ăn nhầm gì hết, cho mày làm gì đó là người ta vẫn giữ thẳng băng như thế này. Giới luật thì rất nghiêm chỉnh rồi đó, thì khỏi nói rồi, người mà tu duyên giác thì giới luật không thể vi phạm rồi. Do cái tu tập ở chỗ bẻ gãi cái chỗ mà lục nhập đó đó, nó không còn sanh cái cảm thọ, mà cảm thọ không tác động được thì ái không còn, mà ái không còn thì nó diệt ái, là người ta đã chứng đạo tại chỗ đó. Nó bẻ gãi tất cả 12 nhân duyên là tại chỗ đó, mà chúng ta chịu đựng nổi thôi. Cho nên theo trong cái thời của chúng ta đó, là phải tu vào thinh văn, chứ duyên giác chúng ta tu không nổi đâu. Bởi vì cái duyên giác là những người độc giác người ta mới tu duyên giác. Như chẳng hạn nào, như bây giờ có thầy dạy từng lớp cách thức tu đẩy lui bệnh, biết hết thì đó là mấy con tu thinh văn chứ không thể tu duyên giác. Còn cái người mà người ta không có biết cách thức đuổi bệnh như thế nào hết, tu như thầy tu mù á, nghĩa là đâu có biết. Hòa thượng Thanh Từ dạy thì chẳng niệm thiện niệm ác để nhiếp tâm vô cái định. Còn thầy thì tu thì đọc kinh sách, thầy cũng chả biết có đẩy lui bệnh như thế nào, cũng chưa có ai dạy hết, sau khi tu xong rồi mới hiểu biết. Cho nên vì vậy mà thầy chỉ biết là Đức Phật nói tác ý một cái tướng khác của một tướng đó thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì như vậy theo cái lời dạy đó thôi. Thì thầy bây giờ thấy tâm mình còn tham sân si, chứ có bao giờ có nói bệnh mà tác ý cho nó hết bao giờ đâu. Nhưng mà mình hiểu theo kiểu của mình thì mình hiểu như vậy thôi. Cho nên bây giờ cứ ngồi tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, có vậy thôi. Hoặc là tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đi, bắt trước theo ông Hòa cái tác ý như vậy. Nhưng mà cứ ngày nào giờ nào cũng ngồi đó mà tác ý liên tục miên mật như vậy mà cuối cùng được chứ. Các con thấy thầy chỉ có như vậy thôi, chứ thầy có biết đẩy lui bệnh đâu. Mà trong khi đó mình không biết như vậy mà còn những trận bệnh đau kinh khủng ghê gớm, ghê gớm, mà mình có biết pháp đẩy lui đâu. Chết bỏ, tao ngồi đây cho mày chết, cũng bắt đầu tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, đau bệnh kể mày thôi, thẳng lưng lên, không có bao giờ. Không ngờ là thầy tu duyên giác, ngay cái cổ cảm thọ đau mà sắp chết mình đó, mà mình cứ sừng sững, mình không có ngại ngùng gì nó hết, mặc nó. Mà thầy có biết là tác ý đuổi nó không? Có, thầy có biết đuổi nó đâu. Còn bây giờ mấy con có bệnh mà bây giờ thầy dạy mấy con này,
nhiếp tâm vô hơi thở này, nhiếp nhiếp tâm vô cánh tay nè, rồi tác ý đuổi bệnh nè, các con có phương pháp không? Còn thầy có phương pháp không? Ở lúc bây giờ cứ tác ý tâm như cục đất, ly tham ly hết đi, có bao nhiêu đó là cứ lặp đi lặp lại thôi, chứ có đuổi bệnh ở đâu. Nhưng mà nó đau thì nó vẫn đau, thì cứ gồng mình lên mà chịu đó. Có phải là ngay cái chỗ cảm thọ mà thầy bẻ nó không? Nhưng mà qua những cái trận đó kinh khủng mà thầy chứng đạo mới không? Cho nên thầy nói một lần chết đi mới sống lại. Thì tu quá trời mà thầy tu như vậy. Còn bây giờ mấy con có đau hơi, mấy con tác ý, cái mấy con nương vào hơi thở, cái mấy con đẩy lui chướng ngại trên thân, tức là nhiếp phục tham ưu, tức là mấy con tu sinh văn rồi, mấy con tu tứ niệm xứ rồi, có phải không? Mấy con tác ý nó đuổi hơi nó im đi, còn thầy có đâu, có đuổi nó đâu, cho nên nó cứ cắn thầy hoài. Nó cắn riết thầy, thầy ngất thì xỉu thì chết, tỉnh tỉnh lại nó đâu mất hết mà bây giờ chứng đạo luôn. Cho nên chết đi rồi sống lại. Bởi vì mình đâu có pháp đuổi, cho nên nó đau quá thì mình phải chết chứ sao. Chết mà không hay chút nào hết. Tại vì mình gan quá cho nên mình chết ở trong cái cảm thọ của mình. Đau quá, đau tuyệt độ. Các con biết mà khi mà cận lạnh, nó cảm lạnh, trời ơi nó từ trong xương sống mình nó rung ra. Chứ nó đâu phải ở ngoài lạnh vô đâu. Mà nó lạnh ra như vậy đó mà con biết ngồi chân mình mà chịu dứt cái cơn lạnh chứ mình có biết làm sao đuổi. Đâu có biết đuổi bệnh đâu. Còn bây giờ mấy con biết, biết cách, tức là mấy con tu theo kinh văn. Còn thầy tu theo duyên giác thiệt, đúng là độc giác. Cho nên độc giác là gan dạ thôi. Mà không biết pháp gì hết mà cứ ngồi chịu đựng thì chắc chắn là có ông trời mới dám, chứ còn thật ra gan của mấy con chắc là phải chạy đi, nó nghĩ tầm lum ra nữa. Thôi nó đau kiểu này chắc phải tiêu, phải uống thuốc để cho nó mạnh, nó tu nữa. Nó còn ham sống, nó lý luận đủ thứ. Cho nên ở đây thầy mà thắng được thật sự ra đó là những cái bực độc giác. Còn Đức Phật mà khi sắp chứng đạo mới còn thấy Ma Vương nó xách gươm xách dao nó đâm nát Phật hết, chứ nó để ổng ngồi đó chứ sao. Nhưng mà ông Phật cứ ngồi sừng sững, nó đâm mình gì đâm, cứ không phải sao. Các con thấy thầy ngồi nó đau như vậy, không phải là chúng đâm mình sao? Có phải ma nó đâm mình không? Nó đau buốt ruột buốt ra, nó đau đứt ruột đứt ra, mình kệ chết bỏ cứ ngồi bất động. Nhưng mà nó đâm riết không được, nó rút lui. Nhưng mà không ngờ khi mà nó đâm mình cho đến khi mình tắt thở đi, nhưng mà mình vẫn không đầu hàng nó, cho nên nó bắt đầu nó thua rồi, cái nó rút ra nó rút đi thì mình hết đau cái mình tỉnh lại cái chứng đạo luôn. Có gì đâu, chuyện nó dễ, ai chịu khó làm như thầy thì chứng đạo không. Thật mà thầy nói thật, đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy mới nó như vậy đó. Như vậy là muốn giảng về cái duyên giác, thầy mới nói về thầy cho mấy con thấy cách thức của thầy. Còn mấy con dù sao đi nữa, mấy con bây giờ nó đau quá thì mấy con cũng có chỗ núp được rồi, núp vô hơi thở, núp vô cánh tay, rồi tác ý đuổi bệnh, thành ra nó cũng có cái chỗ đỡ cho mấy con. Đau 10 phần với mấy con tác ý được nó cũng giảm xuống còn 5 phần chứ đâu có đau nhiều đâu, cho nên mấy con còn tỉnh chứ chưa chết. Chưa, cho nên mấy con đỡ hơn thầy nhiều. Ông Phật với thầy giống nhau đó, ổng cũng ghê gớm lắm, ổng có biết đâu, chừng mà ổng có tu chứng rồi ổng mới biết cách mà sau khi niết bàn, ổng mới khi mà ổng đau gần muốn chết nữa thì ổng mới dùng sức tỉnh thức của ổng, rồi cái tinh cần, ổng dùng cái sức tỉnh thức và tinh cần, thì tinh cần tác ý chứ gì, các con hiểu không? Cho nên ổng tác ý bệnh không hết trơn. Do đó mà ổng lần lượt ổng mới đi đến cái cậu hai cái sa la mà ổng nhập niết bàn. Trên cái đường đi mà Đức Phật để mà đi đến cái chỗ nhập niết bàn đó, Đức Phật đã chọn cái chỗ mình nhập niết bàn, chứ đâu phải là nhập đại chỗ nào muốn chết là cũng nằm cứ chết đâu. Cho nên chọn về đó mà trên con đường đi nó bị bệnh đau như vậy, nhưng mà Đức Phật đã đuổi cái bệnh mình ra rồi đi đến nơi đến chỗ hoàn toàn. Chứ không khéo bắt ông A Nan mà cổng Phật mà đi đến chỗ đó mới chết chứ, mà ông Phật không có bắt cổng đâu, có phải không? Ông đuổi bệnh được rồi ông vẫn đi nó mạnh rồi thì đi như thường chứ đâu có gì đâu. Còn nếu mà như mấy con mà tôi chưa chứng mà cỡ mà đau vậy đó, thôi thao giờ thôi chắc trong gần chết rồi, thôi ráng cổng cho tao chết chứ. Chắc ông nào bất kỳ dài cổng không thế nào mà trời. Còn cái này Đức Phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi xin ăn thôi, không có hề hấn gì hết. Thầy nghĩ là cuộc đời của thầy thì làm được điều đó được, nói sao. Nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó, mấy con hỏi về duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thinh văn sướng hơn mấy con. Tu duyên giác nghe đốm đốm nước mắt cũng nổi, không thật sự mấy con tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ, chứ còn nếu mà không ghé. Mà bây giờ mấy con biết pháp rồi, mấy con nói bây giờ không lẽ mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắt ý bệnh lui sao? Điên gì mà có thuốc không chịu uống. Có phải không?
Cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi để chịu đau. Bây giờ mấy con học thiên văn rồi, mấy con đã biết pháp rồi, đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu. Có phải không? Đâu có. Tại vì không biết mới chịu chứ điên gì mà biết mà lại chịu. Rốt cuộc rồi hai bên, cái người nào cũng chứng quả A-la-hán, chế độ bộ tinh văn nó chứng quả A-la-hán thấp ha. Rồi duyên giác nó chứng quả A-la-hán cao nha. Đâu có cao thấp ở chỗ đó. Ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều sao? Có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều thì cái chuyện đó không có đâu. Vô lậu là phải vô lậu sạch chứ đâu có nghĩa là ít nhiều.